Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả một lần nữa em ơi. Và ngày hôm nay là một ngày 25 tháng 3. Ngày hôm nay sẽ là một ngày kết thúc đua top cái chuỗi khảo nghiệm băng hỏi của server X10 đại danh ký sử trang chủ game võ công truyền kỳ .net. Thì ngày hôm nay thì chỉ còn 4 phút nữa thôi sẽ kết thúc anh em ơi. Thì chúng ta cùng xem sơ qua cái top băng hỏi như là cá nhân và cùng chờ đợi xem thử cá nhân ai sẽ lên ngôi vô địch top 1 nha nào. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua xếp top băng hỏi thì ngày hôm nay thì băng thiên hạ top 1. Băng L thiên hạ top 1 với 151k, băng L top 2 với 120k, băng L liều top 3 với 97k và băng ngáo top 4 89k. Hiện tại ngáo được gần 90k và được top 4 này mà. Ở server này thì băng ngáo cũng được top 4 là băng của Khải rồi. Băng X được 76k top 5, băng S được 69k top 6, đậm chất top 7 68k, ma giáo top 8 58k và top 9 là AE 57k. Và băng tơ là 55k. Rồi, đó là từ top 1 đến top 10 nha. Thiên hạ L, liều, ngáo, X, S, đậm chất, ma giáo, AE và băng tơ. Đó, đó là 10 top băng hội. Và chúng ta cùng xem sơ qua top 10 top cá nhân. Đến thời điểm hiện tại bây giờ chỉ còn 3 phút cuối thôi sẽ kết thúc. Và bây giờ thì tướng QT top 1 đang có cho mình 231 hiện tại. Hiện tại đang là 231 top 1. Và Đông Phương có cho mình 170k top 2. Bảo Sa Lan, Bảo Lan Sa 44k top 3. Siêu nhân 123 top 4 34k, tuổi linh sánh vai 20k, thiện December 9k, Barbie Chandler 9k top 7 và Luca top 8 5k7 và Soro 7 được top 9 5.003 và Tiên Tiên 88 4.000. Đó là 10 top cá nhân này mà. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại thêm 2 phút nữa thôi. Thì trong thời gian 2 phút thì chúng ta cùng trở lại với ở server này liệu gồm có những phần thưởng gì nha. Đó anh em ơi. Và đây là khảo nghiệm cá nhân tháng 3 vừa rồi thì sẽ kết thúc vào 23:59 giờ ngày 25 tháng 3 đây. Đó. Nộp ở Ba Lan này và anh em sẽ nộp ở đó thì văn hỏi là cá nhân. Đó là này, đó cá nhân. Rồi, để mà xem thì chúng ta cùng xem sơ qua thì ở vòng hạng 1, mỗi cái hạng chúng ta đều có một vòng sáng hạng sử dụng 30 ngày. Và top 1 á. Top 1 thì lựa chọn này. Vòng sáng lệnh bài 50 lệnh bài. Và bây giờ chúng ta top 1 á thì có thể lựa chọn cho mình đó là như là 50 lệnh bài boss xanh này. Rồi chiến mã phi dân. Đó, top 1 là chiến mã phi dân. Top 2 là một định quốc tự chọn match up, một định quốc tự chọn match up, có thể là áo hoặc là nón match up hoàn toàn. Top 3. Tiếp theo top 3 có thể là một ngọc bội nhu tình tự chọn. Rồi, ngọc bội nhu tình tự chọn nha. Rồi. À, nhu tình. Nhu tình ở đây có thể là chọn áo, ngọc bội, nhẫn, gia truyền. Đó, cái này là cực phẩm random, muốn chọn nào chọn thôi mà. Gì? Nhu tình tự chọn là random, mình muốn chọn gì chọn như nào. Đúng rồi, áo nhu tình này nọ. Rồi. Tiếp tục là nhu tình cực phẩm ngọc bội, cái này là mặc định ngọc bội lần top 4 nè. Top 5 là hiệp cốt, ít cốt, mắt ọp, hiệp cốt, ít cốt, mắt ọp là top 5. Rồi, top 6 là cực phẩm hiệp cốt, áo hiệp cốt cực phẩm 50. Đó, top 6. Top 7 nè, áo nhu tình. Áo nhu tình random, random option. Đó. Top 8 là hiệp cốt áo. Top 9 là nhu tình tự tâm ngọc bội. Top 10 là ngọc bội hiệp cốt. Đó, đó là 10 top này em ơi. Cứ top 1 nhận cái gì? Ví dụ như top 1 nhận chiến mã thì top 2 còn lại sẽ là như thế này. Rồi, nếu top 2 nhận tiếp tục là định quốc tự chọn thì top 3 sẽ là như thế này. Đó, cứ lần lần ai chọn rồi thì những vật phẩm còn lại sẽ là bằng tiếp theo nè. Như bằng Khải top 4 thì để xem hôm đó nhận được gì Khải sẽ thông báo anh em xem nha. Đó. Top 4 thì sẽ được là vòng sáng siêu đẹp 30 ngày này và 10 lần bài boss xanh này và chọn một phần thưởng. Chọn một phần thưởng là 1 2 3 đã nhận thì còn lại 4 nha em. Thì băng áo có thể nhận là từ cái vật phẩm thứ tư còn lại trở đi sẽ nhận nha em. Đó. Rồi top 5 cũng vậy, top 5 sẽ là một vòng sáng và chọn cho mình những cái top còn lại đó là trừ 1 2 3 4 đi thì sẽ chọn thành 5 6 7. Anh em muốn chọn nào chọn. Đó. Rồi. Đó đúng vậy anh em, hiện tại có 10 top, 10 băng hội cũng như là 10 cá nhân nè và cái cá nhân năm tương đối như vậy. Còn đây là server Lương Sơn Ký Sử, server cũ. Đó nè. Rồi. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại xem thử ai sẽ giành top 1 trong cái lượt thi đấu khảo nghiệm cá nhân tháng này nha mọi em ơi. Cũng như là tháng đầu tiên. Khả muốn sau cho anh em xem cũng như là cho anh em biết xem được thử ở server này. Đại danh Ký Sử X10, đại danh Ký Sử trên những game võ công truyền kỳ .net. Rồi, chúng ta đã kết thúc. Và chúng ta cùng xem thử ai đang là top 1 đây mà. Top 1 của chúng ta đó là Tuấn QT. Tuấn QT là có cho mình top 3. Đó. Vừa rồi anh em cũng đã thấy thì trong khoảng vòng 2 phút thôi thì cũng đã nhảy số khá là nhanh. Tướng QT đã rất là sợ mất top của mình nên là tướng QT còn 30k. Tướng QT đã đập thẳng vào
cho mình thêm 30k, đó là lên cho mình 231k cá nhân. Số 3 tính vào cái lượng 231.000 618 cá nhân thì nhân cho giá hiện tại bây giờ là một tương đương là 0.8, có thể là một xu, nhưng mà bây giờ tương đương đi, chúng thử cho là một anh em cho một xu đi, thì sẽ tốn hết 231 kim nhân với số lượng là 65k một kim đi, thì tốn hết 15 triệu. Ở cái top 1 này thì cao thủ Tứng Cute của mình đã mất khoảng tầm 15 triệu, đã chi phí khoảng 15 triệu là lá top 1 nha, 15 triệu lá top 1 đó. Tiếp tục top thứ hai là 170k nhân cho một kim, thì chúng ta sẽ tốn hết là 100 nhân cho một xu một cái thì tương đương khoảng 170 kim. 170 kim nhân số lượng mua của AD 65k thì số 7 thì còn hơn 11 triệu. Nói chung là với 230k nhân số 7 chứ, cái đầu tiên top 1 là nhân số 7 chứ, là gần hơn 15 triệu. So với hướng là mua 1 chấm nha Nam, về sau này thì nó còn 0.5, 0.6 thì chúng ta cho trung bình 1 chấm đi. Mà tính ra là top 1 là bay khoảng 15 triệu lá top 1 nè, 15 triệu tương đương. Rồi, top thứ hai là khoảng 170 kim nhân cho 67 thì top 2 là khoảng tầm 11 triệu hơn. 11 triệu hơn là lá top 2. Đó, top 3 này, top 3 là 64.000. 64.000 nhân cho 64 kim nhân cho là 4 triệu. Top 3 là 4.2. 4.2 có cho mình top 3. Top 3 có cho mình 4.2 thì khoảng tầm 4.2 có được top 3. Ok rồi, Bảo Sa Lan là có cho mình top 4 thì cũng tương đương 4 triệu. Rồi, Tuấn Linh Sơn Voi là 38 kim nhân cho 67 thì khoảng 2.5 triệu. Rồi, chung là rồi, nói chung lần lượt như vậy thì nói chung là cái giá nó sẽ rút lần này mà. Nói chung là 10 top của chúng ta đó là gồm Tứng Cute, Đông Phương, Siêu Nhân, Bảo Lan Sa, Tuấn Linh và Đốt Lửa Chạy. Những cái món tầm top 6 trở lại thì khoảng tầm 2 triệu, 1.5 triệu đến 2 triệu này mà. Top 6, top 7, 8, 9, 10 nè. Ồ, ông Bay Vi Sát đang được top 10 khá là may mắn luôn. Top 10 biết được cái gì chắc là ngọc bội hiệp cốt này nọ, hay là áo, hay là ngọc bội nhung tinh đồ này nọ thôi, thường thôi. Chung với 14 ngàn mà 15.000 đi, cho 15.000 là khoảng 15 kim nhân cho 67 thì khoảng 1 triệu nữa mà. Với top 10 khoảng 1 triệu đó. Rồi, anh em theo dõi video lần đua top khảo nghiệm văn hội cũng như cá nhân mùa này, đừng quên đón lại cho server Đại Danh Ký Sử này, một trong những mấy chủ S10 của Võ Công Truyền Kỳ .net. Những cái like chia sẻ hỗ trợ nữa mày. Và nhìn sơ qua top băng hội thì chúng ta cũng xem sơ qua, đó là băng thiên hạ top 1 150k, băng L top 2 120k, băng Liều top 3 97k, và băng Áo top 4 989k, gần 90k, và băng X có cho mình 76k, và băng S có cho mình top 6 và 69k, top 7 là đậm chắc 68k, Mai Giáo là 58k, AE là 57k, và băng Tơ có cho mình 55k. Đó, thì tính ra thì băng Áo được top 4 nha mọi người, thì được phẩm như thế nào bọn em Khải sẽ làm sau đồ cho anh em xem, và anh em cùng xem sơ qua cá nhân lần nữa. Thì cá nhân là top 1 là Tướng Cote, top 2 là Đông Phương, top 3 là Siêu Nhân 123, top 4 là Bảo Lan Sa, top 5 là Tuổi Linh Sánh Vai, top 6 là Đốt Lửa Chạy, top 7 là Thiệt Thiện Sember, và top 8 là Luca, top 9 là Sao Linh, top 10 là Bobby Chandler. Rồi, đó là 10 top cá nhân của ngày hôm nay. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và Khải sẽ up video này là vào trên kênh, anh em xem like ủng hộ cho, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Tháng đầu tiên thì chúng ta thấy còn có khá là nhiều triệu người anh em chịu đầu tư vào cái top cá nhân, nên là mong server chúng ta sẽ đi lâu dài cũng như là hoạt động cứng và cũng như là anh hành dài cho anh em xem nhé. Ok luôn. Đây, Khải cho anh em xem lại. Đây, cho anh em xem lại một lần nữa này. Đó, đây Khải cho anh em xem cho nó rõ hơn. Đó, top 1 là Tướng Cute, top 2 là Đông Phương, top 3 là Siêu Nhân, top 4 là Bảo Lan Sa, top 5 là Tuổi Linh Sánh Vai, top 6 là Đốt Lửa Chạy, top 7 là Tiện December, top 8 là Luca, top 9 là Sao Linh, top 10 là Bobby Chandler. Đó. Rồi, đây top băng hội nha nè. Rồi, băng hội là Thiên Hạ top 1 nè, L top 2 nè, Liều top 3 nè, Ngáo top 4 nè, X top 5, S top 6, 7 đậm chất, 8 Ma Giáo, 9 AE và 10 là băng T. Đó. Rồi, kết thúc video và đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ nha.